chưa? Trong hai trận đấu thua vừa qua thì người ta chúng tôi cũng là chú trọng nhiều về lối chơi đấy, chúng tôi cũng chưa định hình được cái cách chơi hay là sử dụng con người để phương pháp chưa là hợp lý. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ phải làm lại, đặc biệt trận đấu này thì có khi chúng tôi cũng phải làm lại và xem xét lại xem lối chơi cũng như sử dụng con người thế nào cho nó hợp lý nhất. Thì Trọng Hoàng cũng làm cái mức xây rất quan trọng của bóng chúng tôi, bởi vì trong cái phòng ngự cũng là tấn công. Đáng tiếc thì Trọng Hoàng cái chấn thương nó chưa hồi 100%, nên tôi chỉ làm cho cậu ta thi đấu ít, cậu ta bắt nhịp lại trở lại cái nhịp thi đấu, nên tôi hy vọng là trận đấu sắp tới Trọng Hoàng có thể thi đấu được để chúng tôi ổn định được cái đội hình như cái cách chơi. Vì thế hôm nay được đầu tư khá là nhiều để lực lượng là cầu thủ cũng nhiều người chơi ở các đội tuyển UEFA và vấn đề vì sao mà lại là cái chưa nói là có đủ con người và đủ chơi. Thực ra thì các bạn trên đội tuyển, các bạn chơi với nhau rất là quen rồi. Đây giờ chúng tôi cũng phải sử dụng những cầu thủ chúng tôi đang muốn có, không phải thường xuyên được, đặc biệt là các cầu thủ trẻ thì khi bắt đầu họ lại rất là thích chơi, thì dù họ vẫn còn kinh nghiệm, vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm rồi. Thì nên nhiều khi là cái thực hiện cái đấu pháp cũng như những yêu cầu huấn luyện các cầu thủ vẫn chưa thực hiện tốt. Với nhiều đội bóng thì sân nhà cái điểm tựa để có thể hy vọng chiến điểm, nhưng mà Việt Theo thì đang gặp khó khăn trong trận này, thì ông có giải pháp gì để hy vọng về tới thì đã sân nhà? Thì cái này tôi nghĩ rất là khó, thì vì thật sự ra là nó xảy ra sân nhà thì cũng tốt, thì tôi nghĩ là có khi do cái cầu thủ chưa, bọn tôi cũng ít khi về sân này để chúng tôi tập luyện đấy, nhưng mà bây giờ tôi cũng phải thay đổi lại để chúng tôi cũng phải. Nếu mà thi đấu sân nhà thì tôi cũng phải có những buổi tập luyện ở để làm quen với cái ở mặt sân. Việt Theo sở hữu hàng thủ rất nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng mà những trận đấu gần đây thì thường để thua trước và cũng để thua người khá nhiều, thì ông đánh giá thế nào hàng thủ này? Liệu đang có gặp một vấn đề nào đó với những cuối vòng hạng hay tiến trung hay không? Tôi nghĩ là chắc không có, thì vì thật sự trong bóng đá thì khó tránh được cái sai sót. Thế thì cái sai sót ở cá nhân thì quan trọng nhất là các bạn phải biết rút cái kinh nghiệm làm sao để đừng để mắc cái sai sót nữa. Thật sự ra là khi mà thi đấu mà cũng để thử lối trước thì hầu như là cái tâm lý nó cũng coi như là cũng rất là bị trùng xuống, nó khó hơn rồi. Thì vì cái sai sót mà để thủng lưới thì các bạn ấy khi tâm lý thi đấu thì nó không được thoải mái nữa, mà cứ bị căng cứng. Cái này các bạn ấy phải cố gắng để phải giải tỏa được cái sai sót trong bóng đá thì không thể tránh khỏi, nhưng mà chúng ta phải biết vượt qua cái sai sót để chúng ta thi đấu đúng với khả năng và đúng với phong độ của mình thôi. Tôi theo dõi nhiều trận đấu vừa qua cùng số 7 thì cái que của đội mình kỹ thuật khá là tốt, nhưng mà dường như là sao thường xuyên là để ý trung tâm những việc ở ngoài để chơi bóng, như là cái cọ nó gây gỗ, như là phạt
thì tôi cũng đã nhắc nhở cái vấn đề này với chỗ số 7 Kaiki của đội tôi. Thì đây là một giải đầu tiên mà bạn ấy thi đấu, tôi cũng nhắc nhở bóng đá Việt Nam nó rất là khắc nghiệt, rất là khó. Thì quan trọng nhất là các bạn đừng có tranh cãi những cái vấn đề mà ngoài để trong thi đấu, quan trọng nhất là các bạn tập trung vào thi đấu, không cần thiết và như là tranh luận hay là cãi cọ với trọng tài hay là đối phương làm gì cái đấy, được không, tập trung vào trong thi đấu. Ở người cá nhân của tiền đạo Kaiki hôm nay đã có bàn thắng đầu tiên ở giải ấy, thì bạn ở đâu cũng hy vọng bàn thắng này sẽ giải tỏa trong cuộc này thế nào? Tôi nghĩ là khi hôm nay Kaiki có cái bàn thắng này là sẽ giải tỏa tâm lý cho Kaiki thi đấu tốt trong những trận đấu tiếp theo. Theo tôi thì đội Thanh Hóa trước khi gặp Viettel ấy thì biết mình là nắm được Viettel cách chơi Viettel rồi, thế nên đội Thanh Hóa chuẩn bị trận đấu rất tốt đấy, thì làm sao để khắc phục để cái gì điểm mạnh của Viettel. Thế bọn tôi hôm nay là bàn thắng, hai bàn thắng và giành thắng lợi đó, tôi thấy cái việc đấy là bọn tôi đã chuẩn bị rất tốt, không bất ngờ gì hết. Các bạn biết là huấn luyện người thành công bắt đầu trận này là trận thứ 3 đấy, mà cái thời gian thì có hơn 10 ngày thôi, thì huấn luyện viên thành công thì về cũng không thay đổi xáo trộn nhiều đấy, thì bây giờ làm sao để đấy, đầu tiên là cái tâm lý của cầu thủ ấy, làm sao nó được cái tâm lý và cái được muốn chơi muốn thi đấu. Còn tất nhiên là các bạn biết thì cũng sẽ phải thay đổi một chút, làm sao để thay đổi một chút thì trong 3 trận vừa rồi với những số điểm cũng như là cái thắng lợi như thế. Có thể nói là sau một thời gian rất dài khoảng 14 năm thì thắng lần đấy, mà cái lần đấy nhất thắng lại cũng chính là đội Việt Theo, thì ông có lần đấy cũng thấy đời nào đấy. Bọn tôi thì cũng nghĩ đấy là thí dụ như đã ở đây mà gặp Hà Nội thì hầu như là bọn tôi toàn là thua đến hòa, mà Việt Theo thì đầu tiên là anh em cầu thủ nó cũng tự tin đấy, cái chuyện trận đấu tôi gặp Việt Theo ấy thì cái việc mà lặp đi lặp lại thì cái việc đấy là đội nào thi đấu đúng đấu pháp thật tốt thì đội ấy giành thắng lợi. Thứ nhất là về cái chỗ vấn đề ngoại binh thì có thể thường thấy là một hai trận đấu gần đây thì Thanh Hóa thường chỉ dùng có 2/3 suất ngoại binh và thường thì phải thay luôn thêm một cầu thủ nó ra khi một thời gian mới chỉ trôi qua ngắn. Đây có phải vấn đề liên quan đến chất lượng ngoại binh không đạt yêu cầu khi thi đấu? Cái ngoại binh ấy, các bạn biết là nếu Thanh Hóa từ đầu giải đã thay đổi đến 4 ngoại binh rồi, 9 tiền đạo rồi, nhưng mà cái thời gian vừa rồi nó rất ngắn đấy, cho nên mình có chọn một cái ngoại binh mà tốt thì nó rất khó, cho nên là sau mình thời gian rất ngắn, như cái cậu ra cái show này mà cậu về không mấy hôm đấy, có đúng 3 buổi tập mà cậu đá luôn cái trận Quảng Nam, thì cái đấy là cũng là nhiều lúc Tây mới về ấy, thì nó cũng phải có thời gian đấy. Một câu hỏi cuối, 3 trận 7 điểm và Thanh Hóa đang hồi sinh thật sự. Theo ông đâu là nguyên nhân giúp Thanh Hóa hồi sinh? Có phải do thay cơ thủ vận hay là do đau thủ đã có những sự lưu hơn trong 3 trận? Theo tôi thì cái đầu tiên cũng là một phần của huấn luyện viên đấy, làm thật huấn luyện viên mới về cũng có một cái gì làm sao để tạo ra cho cái tâm lý và tinh thần anh em đầu tiên là nó tốt hơn những cái khoảng đầu tiên. Cái thứ hai ấy, là cầu thủ ấy, bây giờ đó các bạn biết là ra sân cầu thủ Thanh Hóa 3 trận vừa rồi ấy, cái lòng nhiệt tình và cái khát khao ấy, chiến thắng ấy, rất là cao đấy, cho nên là cái nỗ lực đến ba trận vừa rồi có 7 điểm ấy, là nỗ lực của cầu thủ đấy, là kệ cầu thủ chơi trên sân, các bạn biết các em rất nỗ lực và ban huấn luyện rất cảm ơn các em về những 3 cái trận đấu vừa rồi, nhất là cái trận đấu hôm nay ở sân khách.